Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay mình chia sẻ một số thông tin về quê hương để anh chị em và tôi cùng nhau mình tìm hiểu về cái cuộc sống ở đất Mỹ. Thì nói chung các bạn thấy tôi trên không gian mạng này, tôi chỉ chia sẻ thông tin thôi, chứ tôi cũng không có lên đây để trục lợi, câu view, câu like hay là kiếm làm kênh, hay là để tìm những cái support, những cái người ủng hộ, những cái fan lớn để cùng nhau mà gọi là tung hô. Tôi chỉ yêu cái quê hương đất nước Việt Nam và muốn chia sẻ về với quê hương để chúng ta cùng nhau hiểu được cái sự thật ở bên cái xã hội nước Mỹ này mà nhiều người không hiểu. Bởi vì nước Mỹ này, khi mình sống ở trong cái đất Mỹ và mình phải đi vào những cái cuộc sống thật sự đó, thì mình mới thấy được cái sự thật của nó như thế nào. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Thì anh chị các bạn thấy, tôi nói trước hết tôi nói về vấn đề nhà cửa như vậy nữa. Các bạn thấy nhà cửa bên Mỹ họ xây cất á, thì những cái khu vực như vậy nè, nó gọi là tract home. Tract home thì những cái khu này nó có một, những cái nhà mẫu. Khi mà đến xây thì cái người mua đó, họ sẽ chọn những cái mẫu nào đó, và họ không những cái mẫu nào mà những cái người mà họ xây dựng á, họ chỉ có 5 mẫu thì chỉ mua xây trong một trong 5 cái mẫu đó thôi. Chứ mình không có tự ý mình đổi mẫu, đổi những cái mẫu khác ngoài trong cái khu vực này. Đấy, nó gọi là tract home. Cho nên trên mạng tôi thấy có một số những thông tin đưa rằng như con nhỏ Thu Phương, cái ca sĩ đó đó, tôi nói chị các bạn nói thẳng luôn, mình nói toẹt con luôn vậy đi. Lên mạng tụi nó tung hô là con ca sĩ Thu Phương nói về Việt Nam, nó ca hát rồi nó qua Mỹ thì nó sắm biệt thự, mà trong khi đó cái hình nhà đó, tôi nói chị bạn, nó tụi nó tung hô, nó nổ là cái nhà đó 700 mét vuông. Thì 700 mét vuông thì tôi tính ra về cái đo lường của Mỹ và của Anh đó, thì nó chỉ có 7.000, hơn 7.500 square foot. Thì nó không thể nào gọi là, nó không thể trong những cái khu vực như vậy, không có cái những cái nhà nào mà lớn mà gọi là biệt thự như vậy. Các bạn nên cẩn thận khi những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước, nó có những cái mưu đồ, nó tô vẽ về nước Mỹ sự hào nhoáng, thì các bạn thấy các bạn tưởng đâu là thật, nhưng nó không phải. Còn nếu mà các bạn thật sự đi vào những cái khu mà biệt thự đó, gọi là villa, hay là gọi là villa di castle, nó có thêm tiếng Mỹ rồi vô trong đó đó, những cái khu biệt thự rất là dữ dằn. Mà nhà ở Cali, ở nước Mỹ này, nó có hai cái vùng tiểu bang mà nhà của đất đai nó rất là đắt đỏ, đó là Cali, thứ nhất là tại thành phố San Francisco, thứ hai là tiểu bang New York. Các bạn biết trong cái khu vực đó nhà cực kỳ đắt đỏ, đời sống nó rất là cao. Nhiều khi các bạn nghe người ta nói ồ cái thành, những cái thành, tại đa số những thành phần chống cộng ở bên Mỹ này, các bạn biết nó lên ô tao ở nhà 1 triệu 2 triệu. Tôi nói các bạn, nhà bên Mỹ 1 triệu 2 triệu, tôi xin lỗi mà tôi nói nó hơi quá đáng, nhưng mà tôi phải dùng như vậy. Đối với những thành phần chống cộng xuyên tạc chống phá Việt Nam, cái nhà của nó 1-2 triệu bên Mỹ nó cũ ơi là cũ. Mà các bạn không tin tôi, các bạn sẽ qua khu mà Phước Lộc Thọ, những cái khu mà gần biển rồi đó, nó cũ mà nó bắt giá, mà nó còn thua cái chuồng heo của những cái đại gia Việt Nam mà người ta làm những cái chuồng heo công nghiệp nó hiện đại quá. Tôi nói thật đấy, nó cũ giá man lắm. Cho nên mình phải cẩn thận những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước. Tôi lên đây để chống lại những cái luận điệu đó, để nó không dùng những cái bình phong về sự hào nhoáng mỹ dân của nước Mỹ để làm cho một số các bạn mù quáng, rồi quay ra rồi mình bới so đo với quê hương, với tổ quốc, rồi một số người bất mãn thế này thế nọ. Cuộc sống ở Mỹ nó được sung túc thế này, ở Mỹ này tiền nào nó của nấy, và ở đâu cũng theo ở đó. Tôi nói cho các bạn biết, Cali cũng như mua một cái nhà 1-2 triệu mà đóng thế cũng sặc máu. Ở Mỹ này cái tiểu bắt tác xịt đóng thế rất là cao. Mà Cali các bạn biết mua cái nhà 1-2 triệu, nói không tiền thế thì này thì nọ, đủ thứ hết trơn. Cho nên hết sức cẩn thận, đó là về vấn đề mà về nhà cửa.
và những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước ở hải ngoại, các bạn biết tụi nó luôn luôn dùng những cái chủ nghĩa vật chất để nó mị dân và nó nêu cao, nó đem cái, nó làm cái bình phong, nó đưa vào vấn đề gọi là dân chủ. Dân chủ thế nào là dân chủ? Dân chủ là gì? Đó. Dân chủ là làm sao? Các bạn nên nhớ gì, cái dân chủ của Mỹ này nó không có giống ai, cho nên tụi nó dùng những cái vật chất trước để đặng mà nó làm cái bình phong, nó dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin ở trong nước để họ quay ra họ chống phá đất nước, và họ không có được những cái thứ như tụi chống cộng ở hải ngoại nó có. Các bạn nghĩ đi, có lô hào dân chủ, các bạn nhìn thấy vấn đề mà chính trị Mỹ hiện nay có thật sự dân chủ không? Nó không có. Nó có gọi là democracy không? Nó không có. Cái chữ democracy, dân chủ, nó chỉ là một cái sự trá hình ngụy tạo của những bọn chính trị gia, nó đấu đá với nhau, nó tranh giành quyền lực với nhau. Đấy. Mà các bạn thấy đời sống của những người dân vẫn phải vất vả, những người mà làm nhà ở bên Mỹ như thế này, trời nắng, trời mưa, trời gió, các bạn thấy đó, đại đa số là những người lao động cực lực, bất lực, vô cùng vất vả, là những người dân mà gọi là Mexico. Các bạn biết họ làm những công việc như thế này và họ sẵn sàng nhận những đồng lương ít ỏi và những cái vấn đề mà bảo hiểm không có, và những cái cuộc sống của họ, tôi nói các bạn biết, nó còn đủ mọi thứ phía sau mặt trái của nó. Cho nên các bạn đừng có hiểu cái chữ gọi là dân chủ. Cho nên cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó chỉ lừa quý vị thôi. Còn quý vị hôm nay tôi thấy nhiều người dân lên mạng chửi cộng sản ngày đêm, có ai bị bắt ở tù không? Thế thằng Snowden Edward, nó là người Mỹ da trắng đó, nó lên án những cái gì mà chính phủ Mỹ làm, nó bị tước quyền công dân, tước quốc tịch Mỹ, tước cái người Mỹ của nó phải tị nạn ở Nga. Đấy. Thôi thì mình chia sẻ tới đây, mình đi công chuyện, mình thấy có cái hay đề tài hay, mình truyền tải về với quê hương. Thường thì mình đi live stream, mình chia sẻ, mình đi đây đi đó, mình thấy cái sự thông thoáng và cái tư duy của mình nó mở rộng, cho nên mình muốn chia sẻ với quý vị trên Facebook. Và một lần nữa mình lên đây, mình không có đi tìm sự ủng hộ người này ủng hộ, tại vì mình đấu tranh rất là độc lập, mình không hội nhóm, không có đi theo bất cứ một cá nhân nào cả, mình chỉ đi theo Bác và Đảng, và mình luôn khuyên quý các bạn sống thượng tôn pháp luật và thực thi pháp luật và đúng theo hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một lần nữa mình xin chào quý bạn chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.